Vụ việc thu hút chú ý nhiều nhất gần đây diễn ra tại trường tiểu học Chương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, khi cô giáo Trương Phương Hạnh bị hơn 20 phụ huynh lớp 43 đưa đơn lên hiệu trưởng xin đổi chủ nhiệm sau vụ việc xin tiền mua laptop. Cụ thể, trong buổi họp phụ huynh đầu năm hôm 14 tháng 9, cô Hạnh đề nghị được hỗ trợ một số khoản phục vụ giảng dạy, bao gồm một laptop trị giá 4 đến 5 triệu đồng. Sau khi phụ huynh lớp đóng góp tiền, nữ giáo viên nói xin 6 triệu đồng để mua laptop trị giá 11 triệu, còn 5 triệu còn lại cô tự bỏ ra và muốn chiếc laptop này là của riêng cô. Khi có 26 phụ huynh đồng ý, 3 người không đồng ý, còn 9 phụ huynh không nêu ý kiến. Cô giáo đã giỏi và không soạn đề cương ôn tập cho học trò. Chia sẻ sau vụ việc, cô Hạnh cho biết mình nghĩ hành động kêu gọi mua laptop là xã hội hóa giáo dục và vụ việc xảy ra do cô không nhận tiền từ phụ huynh. Ngày 30 tháng 9, trường tiểu học Chương Dương quyết định tạm đình chỉ công tác của cô Hạnh trong 15 ngày để điều tra, làm rõ phản ánh và ổn định tình hình lớp học. Nhà trường cũng cử phó hiệu trưởng làm chủ nhiệm tạm thời lớp 43 trong thời gian xử lý vụ việc. Sau sự việc này, Phòng Giáo dục Đào tạo quận 1 và các đơn vị liên quan cũng được giao tham mưu về kiểm tra thu chi đầu năm của các trường trên địa bàn. Không riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, lạm thu còn diễn ra nhiều nơi khác. Tại Bình Định, phụ huynh phản ánh về việc Ban phụ huynh trường Trung học phổ thông số 3 Phù Cát thu tiền mua TV cho lớp học và trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang thu tiền xây nhà để xe cho học sinh. Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Giáo dục Đào tạo Bình Định yêu cầu các trường khắc phục và chấm dứt việc thu tiền sai nguyên tắc tự nguyện và ban hành công văn chống lạm thu. Trường Trung học phổ thông số 3 Phù Cát hoàn trả 5 chiếc TV cho ban đại diện phụ huynh, còn trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang yêu cầu dừng nguyên góp và trả lại tiền cho những người đóng góp xây dựng nhà xe. Tại trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Hồng Bàng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, phụ huynh phản ánh về việc thu 100.000 đồng trên một học sinh để bảo trì TV. Điểm lại các vụ việc vừa qua cho thấy là một trong những tín hiệu đáng mừng là phụ huynh lập tức lên tiếng phản ánh bằng nhiều hình thức khi mà thu chi không phù hợp. Đây là điều cần thiết để những vụ việc có dấu hiệu lạm thu được giải quyết sớm, không gây áp lực, bức xúc đối với phụ huynh, học sinh. Theo các chuyên gia giáo dục, để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng này, cần biện pháp mạnh mẽ hơn. Trong đó, chấn chỉnh vai trò của lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, cũng như cần hình thức kỷ luật để răn đe mạnh mẽ hơn. Thực tế cho thấy, khi ngân sách nhà nước còn hạn chế, thì việc huy động các nguồn lực xã hội một cách tự nguyện để đầu tư nâng cao điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục là chính đáng và hết sức cần thiết. Trong điều kiện các nguồn lực hạn chế, nhiều nhà trường xem đóng góp của phụ huynh như một nguồn lực xã hội hóa. Nhưng rõ ràng xã hội hóa phải đảm bảo tính tự nguyện và đúng quy định. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội nêu quan điểm. Tất cả các khoản thu nếu chỉ tập trung vào trong những thời điểm đầu năm học có thể gây ra những khó khăn cho rất nhiều gia đình. Việc huy động các nguồn lực xã hội không tập trung vào những mục đích dành cho người học, việc thu chi đấy không minh bạch, không công bằng, tạo ra sự phân biệt đối xử giữa những người học thì đây chính là những lùm xùm mà năm nào ngành giáo dục cũng phải nhắc. Có những văn bản nói rằng là những khoản nào là không được thu, nhưng mà chúng ta lại chưa có những văn bản hướng dẫn là làm thế nào để huy động những nguồn lực xã hội hóa theo một cách thức mà hợp chuẩn, không dẫn đến sự mất cân bằng hoặc một sự bất bình đẳng đối xử. Thực tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiều quy định về việc quản lý các khoản thu đầu năm học, đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra để tránh tình trạng lạm thu. Tuy nhiên, những trường hợp vừa qua cho thấy việc giám sát và thực hiện vẫn chưa triệt để. Để giải quyết vấn đề này, cần có sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan quản lý giáo dục, cũng như sự đồng thuận và hợp tác của phụ huynh trong việc phản ánh kịp thời. Các trường hợp cũng cần minh bạch, công khai các khoản thu chi và đảm bảo rằng mọi khoản đóng góp của phụ huynh đều là sự tự nguyện và hợp lý.